Hello, xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp GB. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 14 tây tháng 11 năm 2019 nha. Và điều đầu tiên chị luôn luôn nhắc các em là hãy bấm theo dõi là Facebook Bé Úc GB 0937899707 để trừ trường hợp năm 2020 YouTube sẽ tương tác ít trở lại đối với những kênh dành cho trẻ em nha. Có nghĩa là mình sẽ không bình luận được và không bình luận nè, rồi không có chuông thông báo thì mình sẽ không có xem được video mới, cho nên là mình sẽ vào Facebook để mà mình xem những video mới, những video kiểm hàng, cập nhật giá cả nha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Yến Nhi, 63.000. Đây, đó, bạn đặt đó là một quyển sổ notebook BTS ha, rất là dễ thương, 30.000 đồng. Chúng ta có thể ghi tất cả những điều gì đó vào đây như là tự bạch hay là nhật ký hay là sổ bài hát vân vân ha. Rất là dễ thương luôn như thế này, 30.000. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Dương Ngọc Như, 83.000. Yeah, và bạn đặt là 10 cái băng keo cá nhân nha, 2, 4, 6, 8, 10. Đó, 10 cái băng cá nhân, ở bên trong mỗi tệp như thế này thì sẽ có 5 cái băng cá nhân khác nhau. Đó, 5.000 đồng một tệp thôi mấy em, rất là nhiều hình dễ thương ha. Đây nè, bên trong của nó sẽ là những cái hình này ha, rất là dễ thương. Xin chào mẹ Thùy Trang đã tặng cho bé đơn hàng Trần Thiện đã tặng cho bé Trần Thiện Bảo Ngọc một đơn hàng là 160.000 đồng. Chị xin đọc lại một lần nữa nha. Đây là đơn hàng của mẹ Thùy Trang tặng cho bé Trần Thiện Bảo Ngọc, đơn hàng 160.000 đồng. Yeah, hãy xem đây. Wow, rất là lấp lánh như thế này luôn nha, có lò xo mặt cười nữa. Và đây là cây bút đèn nước lò xo 18.000 đồng. Rồi đến là bút hoa đổi màu 7.000. Còn có cây gom bấm dễ thương nữa nè. Đây ha, mình sẽ bấm như thế này. Và mình muốn lấy nó vô thì mình đè ở trên, bóp nó vô. Đó, gom bấm 9.000. Tiếp theo thì là đồ chuốt, bút chì hình bồn cầu Hello Kitty, rất là dễ thương, 7.000. Wow, và còn có là hộp bút chì 12 màu 50.000 nữa nè. Có hình của bé thỏ ha, bé thỏ và nhân vật gì đây mấy em, rất là dễ thương nha. Đây, những cây bút màu xám ha. Đó, cách sử dụng thì nó tương tự như là một cây son vậy đó mấy em. Như thế này nha, đây ha, là cái đầu của nó. Bên đây sẽ có cái đầu này mình sẽ quặn nè, các em chú ý nè, mình quặn thì cái đầu bên đây nó sẽ dài ra. Wow, mình quặn ngược lại thì nó sẽ thụt xuống nha. Giống như một cây son, đủ hết các màu và màu sáp này tô rất là đẹp luôn nha các em. Đây, 12 màu, 50.000 đồng, lại còn có một cái túi rất là dễ thương. Tiếp đến là một cái cơm ba của bé Người Tuyết nha. Và bộ cơm ba này có giá là 16.000 ha. Đây là phần hộp trong suốt rất là đẹp luôn. Ở bên trong thì là một cái cơm ba nè. Đó, một cái cơm ba này là cái phần chì kim nha. Đây, người ta có để sẵn một cái hộp chì kim cho mình để mà mình ấn, mình thay vô, mình vẽ. Và có cả gom luôn. Đó, bộ này là 16.000, rất là tiện lợi cho chúng ta vẽ hình tròn nha. Còn có là hai miếng băng keo cá nhân. Đây, 5.000 đồng một miếng như thế này nha. Có 5 miếng tổng cộng luôn, những cái hình rất là dễ thương. Rồi đến là ba hũ kim tuyến như thế này, 5.000 đồng. Tinh tần, cuối cùng thì là một cây bút chì có hình em bé thỏ ngồi trên quả bơm bơm dễ thương như thế này. Và đây là cây bút chì bấm 5.000 đồng nha. Đây, nó toàn ban nè ha, nhìn rất là cưng luôn. Như thế này, đó, rất là cưng. Tiếp theo còn có đơn hàng của bé Võ Đặng Như Xuân, 83.000. Yeah, xem đây, rất là đẹp luôn. Hình của một anime đang ngủ nè. Và đây chính là quyển sổ trình ký có hình anime đang ngủ, rất là dễ thương nha. Kèm theo là cây bút cũng như là cái thước bên đây này mấy em. Nguyên bộ như thế này chỉ có 15.000. Và còn có là một vỉ viên thuốc dạ quang 30.000 đồng. Đó, có 6 cây bút đủ màu nha. Rồi còn có là một bông hoa hồng và viên trân châu rất là dễ thương. Đây là cây bút chì bấm hoa hồng trân châu 5.000 đồng. Và đây là đơn hàng của Hoàng Tường Vi, 78.000. Đầu tiên sẽ là hai viên kẹo Milu thơm ngon và có kẹo nổ nè, hai bịch kẹo nổ nha. Hai bịch khác nhau luôn, ăn rất là ngon, nổ tạch 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 tạch, cảm giác rất là cool, rất là đã luôn. 3.000 đồng một bịch kẹo nổ của Úc. Còn là Milu thì là 2.000 đồng một viên nha. Rồi còn có là một cái hũ trái tim có nắp như thế này nha, 2.000 đồng. Keo sữa nhỏ 4.000 đồng một bịch, borat 5.000 một bịch và còn có cả xốp 9.000. Và đây là miếng rong biển tuyệt vời nhất luôn. Ăn vô nó giòn rụm 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 mà có cái vị
thơm của rong biển này nha, rồi có vị mặn mặn, ngọt ngọt. Nói chung là một cái vị rất là ngon, kèm theo cái sự giòn tan của rong biển nữa. 8.000 đồng một miếng, rất là tuyệt vời luôn. Còn bây giờ là đơn hàng của Đinh Thị Thúy, 90.000 đồng. Đơn này mua là 10 loại ha, vừa là tranh cào thang, rồi tranh vẽ, rồi sticker, các loại luôn. 10 miếng như thế này, có 50.000, nhưng các em xem là đồ chơi rất là đa dạng luôn nha. Đầu tiên sẽ là hai cái tranh cào thang nè, đó 5.000 đồng một cái. Rồi đến là hai bức tranh tô màu nước như thế này nha, mỗi bức như vậy thì cũng chỉ 5.000. Rồi còn đây thì là một bức tranh tô trứng nha, đây là tô trứng nè, đó có màu ha, mình tô lên có thể làm móc khóa được luôn. Tiếp đến thì là bộ tô tranh những nàng tiên quyên xinh đẹp, đây nha, các em có thể tô màu, đó, dán cái hình ở đây nè, các em xem nè ha. Ở đây là mình sẽ có hình nha, rồi mình sẽ tìm những cái hình ở đây đúng với cái hình nào ở đây thì mình sẽ dán vô và mình tô màu như vậy ha. Coi như là mình sẽ tô màu những bức tranh của nàng tiên quyên, hoặc là cái này là đâu phải nói chung là ngoài quyên ra thì sẽ còn rất là nhiều nhân vật khác nha. Đó, rất là dễ thương luôn, như thế này. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì còn có là những cái bộ hình dáng sticker. Đây nha, bộ lớn và bộ nhỏ nè. Đó, mỗi bộ là 5.000 đồng. Rồi còn có là những cái sticker nổi nữa, rất là đẹp luôn. Cũng là 5.000, coi như là có 4 sticker và 6 loại tranh khác nhau. Với 10 món này tha hồ sáng tạo luôn ha. Mỗi món chỉ có 5.000, quá rẻ. Còn bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Kim Oanh, 153.000. Bạn mua đó là kẹo kem đánh răng 10.000. Rồi đến là hai sắp giấy tô màu nha. Mỗi một sắp như thế này thì là 20.000 đồng, nhiều, rất là nhiều. Đó, tha hồ cho các em sẽ tổ chức những cuộc thi vẽ tranh ha. Tiếp theo thì là một bộ đồ cho búp bê, đó là bộ váy 2 tầng như thế này, có phần yếm nè. Đó ha, có phần yếm rất là dễ thương. Đây, khi mà mình mặc vô búp bê thì nó sẽ căng ra thành cái hình chéo như thế này ở phía sau lưng nha. Áo này mình có thể tháo rời luôn, người ta may hai lớp nè. Rất là cẩn thận luôn nha mấy em. Đây. Đó, chỉ có 35.000 một bộ. Tiếp theo thì còn có bịch giày và bịch phụ kiện giỏ sách cho búp bê, mỗi bịch 5.000. Và bạn đặt đó là một bộ móc treo gỗ hình bé thỏ, nhưng mà bé thỏ chị đã hết rồi, chị lấy cho em là Doraemon và Nobita. Hy vọng rằng là em sẽ thích Doraemon, người bạn thân yêu thần kỳ nha. Đó, bộ gỗ này là 20.000 đồng nè, nó sẽ có cái dây ở bên trong, rồi mình kẹp lên ha, có thể là trang trí hình hoặc là trang trí cái gì đó, nhưng mà hết thỏ rồi, chị lấy Doraemon, hy vọng rằng em thích Doraemon nha. Đây. Và còn có là tủ gom hạt nở 5.000 đồng. Xin chào bé Đặng Phước Xuân Quỳnh, đã đến đơn hàng của Xuân Quỳnh rồi, đơn hàng 464.000. Yeah, nhìn rất là đẹp luôn, phải không nào? Đây chính là 4 vỉ nha, 4 vỉ cây bút mà bút dạ quang hình viên thuốc này mấy em. Một vỉ như thế này là 30.000, có 6 màu luôn và bạn mua 4 vỉ. Rất là dễ thương ha. Rồi đến là 12 cái băng keo cá nhân tương đương với lại là một vỉ băng keo như thế này luôn nha. Chúng ta cùng đếm 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái băng keo cá nhân, mỗi một tệp như thế này thì là 5.000 đồng. Và trong mỗi tệp như thế này thì chúng ta sẽ có là 5 cái hình dáng khác nhau nha. Đó, 5 cái hình này rất là dễ thương luôn, chỉ có 5.000. Tiếp đến là hai cái bịch mắt nước Blackpink. Đây, bịch mắt nước Blackpink 32.000 đồng một cái, có nước ở trong đây này, giúp cho mắt của chúng ta mát, ngủ ngon, sẽ thông minh hơn và học giỏi hơn nếu như có giấc ngủ sâu nha. Và còn có là vòng cổ nha, vòng cổ cặp hình trái tim nè, đang quắn tim, chiu chiu, rất là dễ thương. Và một cặp như thế này là 36.000. Tiếp theo bạn còn có mua đó là hai cái vòng tay cá tính hologram màu trắng như thế này, rất là xinh. Đây, và giá của nó là 32.000 đồng một cái nha mấy em. Còn có là hai cây bút quyển sổ mèo ngắm hoa anh đào. Đây ha, rất là dễ thương luôn, mỗi cây 5.000. Yeah, lung linh chưa nè. Và đây là 4 cây bút nước lò xo. Wow, vừa có nước nè, vừa có lò xo, vừa có đèn, vừa có mặt cười nữa. Rất là cưng như thế này luôn, các em xem. Đó ha, mỗi cây như vậy thì là 18.000 đồng đó. Trời ơi, kìa. Wow. Tiếp theo thì bạn có đặt đó là hai quyển sổ trình ký hồng hạt. Tuy nhiên là hồng hạt bên shop là vừa mới hết luôn. Rất là xin lỗi em. Thì chị đổi lại cho em đó là hai quyển sổ trình ký có hoa anh đào và ảnh hologram mẫu mới của shop luôn. Rất là dễ thương. Vì chị thấy là em cũng thích là sổ mèo ngắm hoa anh đào cũng như là ảnh hologram. Cho nên là chị lấy cho em quyển này. Hy vọng rằng là em sẽ thích nha. Còn nếu không thích có thể gọi lại sớm cho shop ha.
trong tối hôm nay nha. Đây là mẫu sổ mới luôn. Đó, ánh hologram chiếu rất là đẹp luôn. Và có hoa anh đào nữa nè. Đó, rất là đẹp ha. Vừa sổ vừa viết vừa có thước luôn. 15.000 đồng một quyển như thế này. Đó, rất là đẹp ha nha. Và cuối cùng thì là một cái đồ bấm giấy nè. Vừa có đồ bấm mini vừa có kẹp kim luôn. Mà chỉ có 5.000 thôi. Bé Lê Hồng My ơi, đã đến đơn hàng của Lê Hồng My rồi, 394.000. Và đầu tiên thì đó là 5 cái băng cá nhân nha. Đây 5 băng cá nhân nè, mỗi một cái như vậy thì là 5.000 đồng. Và trong một tệp như thế này thì lại có 5 cái miếng băng cá nhân nhỏ nữa nè, quá xinh luôn. Tiếp đến thì là 2 cây son xí muội nha. Son xí muội màu không, nó rất là low fi luôn. Và màu trong tự nhiên rất là đẹp, 40.000 đồng một chai như thế này. Wow, và hãy xem đây, một đôi môi rất là xinh luôn như thế này. Đó là cái môi ở trong cái hình của cây son nha. Cây son kem màu đỏ, loại tốt, 80.000 đồng. Đây nè ha, các em xem nha. Và đây ha, đây là cây son của chúng ta nè. Rất là dễ thương luôn, màu đỏ nè mấy em. Đó, đây ha, quặn ra. Đó, son kem mình quẹt 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 lên, nó rất là mềm mịn luôn nha. Đây, 80.000 đồng cho cây son kem này nha. Yeah, chin 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 chin. Còn đây thì là cái băng đô Pikachu. Đó, phần pom pom rất là mềm. Hình cái mặt của Pikachu thì được thêu rất là sắc sảo và đẹp luôn. Đặc biệt là phần lông mềm mịn này mấy em. Đó, mình băng lên như thế này để cho tóc gọn gàng. Mình có thể là rửa mặt hoặc là làm cái gì đó rất là dễ thương nha. Đây, cái băng đô này có giá là 36.000. Còn đây, đây thì là cây son dưỡng matcha trà xanh đó mấy em, 70.000 đồng của hãng Lip Eye nha. Đây, 70.000 đồng, giúp cho đôi môi của mình mát mẻ nha. Và cuối cùng là một quyển sổ nhật ký 70.000 đồng. Đây, quyển sổ bí mật này được khóa bằng một cái vương miện mật mã đàng hoàng luôn. Rất là dễ thương, có hình của cô bé ôm gấu bông. Và một cái tay cầm cũng rất là cưng luôn ha. Đây là cái quyển sổ mà chị cảm thấy rất là đáng yêu, có giá là 70.000 đồng. Bé Vũ Kim Ngân ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 420.000 đồng. Đây, đầu tiên sẽ là em mắt đá dễ thương nha. Mắt long lanh nè, sống mũi dọc dừa, miệng chúm chím. Mặc một cái váy nè, có kim tuyến rất là xinh luôn. Tóc thì dài xuông nha, màu hồng vàng. Giá chỉ có 35.000 đồng thôi. Đó. Rồi, còn đây thì là một cây bút chì băng keo, 5.000 đồng. Một vòng tay cá tính ánh hologram màu đen. Đây, các em xem nè ha, rất là đẹp luôn, 32.000. Và còn có là hộp nhẫn trái tim 140.000 đồng như thế này nha. Đây, trong hộp nhẫn thì có rất là nhiều kiểu nhẫn luôn. Nào là vương miện, trái tim, bé chuột, bướm bướm, ngọc trai. Wow, có cả chuông nữa nè. Rồi có cả những con cua đồ nữa. Rất là xinh luôn. Một hộp như thế này là 140.000 đồng. Đó, nhiều nhẫn đẹp lại còn có cái hộp xinh. Xài xong cất vô đậy nắp lại kính gió thì mình sẽ chơi được rất là lâu nha. Tiếp đến thì còn có là một cái hộp móng tay nè. Đây là hộp móng tay giả, người ta sơn rất là đẹp luôn. Đã vậy là còn có vẽ hoa văn, đính đá, ngọc trai lên, rất là cẩn thận, sang trọng. Chỉ có 46.000 được 2 bộ luôn. Mua bộ này về các em có thể tặng mẹ, tặng chị, tặng cô của mình trong ngày dịp nào đó cũng đều được hết luôn nha. Bởi vì nó rất là đẹp, dễ sử dụng, chỉ cần dán lên một cái là được. Đỡ mất thời gian, mình phải ra tiệm nail này, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền hơn mà lại chưa chắc đẹp được như thế này nữa ha. 46.000 đồng một hộp. Rồi còn có là cây bút bé thỏ 5.000. Và đây, đây là một cái quần jean có hình chữ Z nha. Đây, có hình chữ Z nè, rất là dễ thương luôn như thế này. Đó, rất là cá tính chưa. Và cái quần này có giá là 50.000 đồng thôi đó mấy em. Wow, còn có là combo thời trang nha. Combo, xin lỗi, combo đồ dùng cho búp bê đó mấy em. Combo này là 87.000. Có rất là nhiều đồ cho búp bê như thế này nha. Nào là phụ kiện nè, tập sách nè, tiên nè, wow, váy đơn giản nữa nè, rồi có cả giá đỡ luôn. Một cái lớp cho búp bê để mai mốt búp bê đi lấy chồng nè, rồi còn có móc nè, tô, cái này là ly nước ngọt nè, ly mì nè, rồi có chén, có mắt kiến nó, wow, laptop, cũng như là giày, một cái giỏ sách rất là dễ thương, cài tóc cũng đẹp, rồi có cả thảm chùi chân. Ôi trời ơi, sao may mắn vậy nè, ở đâu mà có một cái vali xinh quá là xinh luôn. Ơi, đẹp thật luôn nha. Rồi còn có là mắt kiến cũng như là một cái ly ở bên trong ha, 87.000 đồng. Tiết kiệm 20.000 đồng khi mua cái vỉ này, cái combo này, cũng như là tiết kiệm điện thoại khi mà đặt hàng luôn đó mấy em. Xin chào bé Phương Hồng, đã đến đơn hàng của Phương Hồng rồi, 186.000.
Đầu tiên sẽ là cây đất sét nha. Cây đất sét có 12 màu, đủ màu hết luôn, 35.000 đồng. Tiếp theo thì là cây bút nho nha. Đây là cây bút nho 7.000 đồng. Wow, và có là bạn thỏ nè, bạn pony nè. Cây bút này là có đèn 9.000 đồng một cây nha. Út, đây là bé heo, rất là dễ thương với đôi chân cực dài luôn. Và đây là cây bút cặp nha mấy em. Đây là cây bút cặp nè. Tháo ra thì mình có thể là viết ha, gắn vô như thế này thì nó sẽ rất là gọn. Bạn heo có đôi chân dài là bút cặp 12.000 đồng. Và còn có là cây bút kem thỏ nè, 5.000. Rồi đến là hai cây bút hoa đổi màu nha, mỗi cây là 7.000. Còn có là cây bút chì siêu dẻo, đó, quá dẻo luôn, 5.000. Băng keo cá nhân 5.000 đồng một tệp. Và nó sẽ có những cái hình như thế này nè, dễ thương quá ha. Wow, và bạn còn có đặt là một bộ đồ cách áo dài cách tân cho búp bê ha, bao gồm là một cái váy nè, sau đó là một cái áo dài nè ha, áo dài nó có phần lỗ lỗ, rồi cái ren á rất là xinh, và một cái mấn ở trên đầu như thế này. Nguyên một bộ như thế này chỉ có 35.000 đồng 3 món nha. Yeah, còn có gom tủ lạnh nè, gom tủ lạnh thì còn có hạt nở rồi nữa nha, 5.000. Và một cây bút quạt. Đây, bút quạt hình của những nàng công chúa rất là dễ thương luôn nha. Bạch Tuyết nè, rồi đây thì là công chúa Lọ Lem nè, còn đây thì hình như là Aurora đúng không em? Đó, rất là xinh luôn. Cây bút quạt 10.000 đồng, vừa làm bút vừa làm quạt được luôn. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Lê Thị Yến Nhi, 143.000. Và đầu tiên thì bạn đặt đó là một cái áo thủy thủ 50.000 đồng. Nhưng mà ở shop là hết áo thủy thủ 50.000 rồi, cho nên là shop lấy cho em cái áo chuột whisky có nón rất là dễ thương này, không biết là em có thích hay không. Giá cũng 50.000 nha. Và nó cũng đẹp, rất là đẹp luôn. Thật ra là được rất là nhiều người yêu thích. Đây ha, form áo đơn giản dễ thương chưa nè. Đó, nhìn rất là năng động, phù hợp mọi lúc mọi nơi luôn. Đặc biệt là phần nón ở phía sau. Đây em xem nha. Đây, phần nón ở phía sau nó còn có cái tai thỏ nữa nè. Đây, nó còn có cái tai thỏ rất là dễ thương. Áo chỉ có 50.000 đồng thôi nha. Hy vọng rằng là em sẽ thích. Nếu không thích, em có thể gọi lại sớm cho shop trong tối hôm nay nha. Tuy nhiên, chị thấy chiếc áo chuột whisky nón thỏ này rất là đáng yêu. Tiếp đến sẽ là một cái áo hoodie nha. Đây là áo hoodie màu xanh của cây thông Noel. Đó, sắp đến Noel rồi, chúng ta sở hữu một cái áo hoodie màu xanh này để đi chơi Noel trời se lạnh thì rất là ok luôn nha. Áo chỉ có 60.000 đồng thôi, form rất là năng động và trẻ trung luôn nha. Mình có thể là xắn tay áo lên cũng được. Và áo thì còn có túi nè để cho cái tay của mình nhét vô rất là ấm áp, hoặc là để một vài vật dụng. Còn có nón nữa nè nha mấy em. Đây, cái áo hoodie này có giá là 60.000 đồng nha. Màu xanh Noel rất là xinh luôn. Còn bây giờ sẽ là đơn hàng của bạn Sang Thị Kim Yến, 662.000. Và đây cũng giống như là một đơn hàng khủng vậy đó. Xin mời các em cùng xem sơ qua trước nha. Đơn hàng rất là dễ thương và nhiều đồ. Đây ha, bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần xem kỹ hơn đơn hàng của bạn. Một đơn hàng khá là thú vị luôn. Đầu tiên bạn mua đó là hai bộ kit làm slam, mỗi bộ là 30.000 đồng. Rồi có hai bịch xốp, mỗi bịch 9.000. Yeah, và xem đây, có hai bịch borat 5.000 đồng một bịch, tuyết thì 10.000 một bịch. Đặc biệt, wow, rất là nhiều hũ luôn nha. Và đây là hũ trái tim đó mấy em. Đây nè ha, là hũ trái tim. Đây, một bên là hũ, một bên là nắp nha. Thì nguyên một cái bịch như thế này nó sẽ là 50 hũ đó mấy em. Mỗi hũ là 2.000 đồng nha. Quá trời hũ luôn. Hồi nãy thì nhiều hũ, còn bây giờ nè 2, 4, 6, 8, 10 cái đồ bấm luôn nha. 10 cái đồ bấm tập nè, vừa có đồ bấm mini, vừa có những cái kim kẹp như thế này. Chỉ có 5.000 đồng một cái, bạn mua 10 cái luôn. Rồi thì là có 4 bịch cốm khác nhau nha. Đây là bịch cốm vỏ sò trái cây lấp lánh. Bên đây là cốm giống như là cốm kẹo vậy đó. Còn bên đây thì là cốm gấu. Rồi bên đây là cốm lá, rất là xinh luôn, 5.000 một bịch. Và còn có là 3 cái kẹo kem đánh răng thơm ngon, mỗi cây là 10.000. Wow, hãy xem đây, một trái xoài. Ý, rất là mềm mịn luôn nha, có lá đời nữa nè. Và có cái gì đây? Sẽ có là cái dây kéo nha mấy em. Đó, một quả xoài, chúng ta có thể để những cái bút đồ của mình vào trong đây, rất là tiện lợi luôn, mềm lắm luôn nha mấy em. Và hộp bút trái cây này là 35.000. Tiếp đến là thế giới của Milu. Đây, các em xem nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 lần 8 là 48, cộng thêm 2 nữa là 50 viên kẹo Milo. Mỗi viên là 2.000 đồng đó mấy em. Rất là thơm ngon nha. Wow, và còn có rất là nhiều bi nha. Yeah, yeah, yeah. Đây là 4 bịch bi đen. Bên đây là 4 bi vàng nha. Có 2 loại là bi này và 2 loại là bi này. Đó, chúng ta sẽ đều thưởng thức hết tất cả những cái vị bi, xem cảm giác nó sẽ như thế nào. Một cảm giác rất là tuyệt vời, nhưng mà không bao giờ sợ say, bởi vì nó không có cồn và là sản phẩm của Nhật, cho nên các em yên tâm sử dụng nha. 15.000 đồng một bịch. Tiếp theo thì còn có là 5 cái tranh cào thang. Đây, mỗi tranh như vậy thì là 5.000 đồng. Rồi còn có là một cái quyển tranh này nữa nha. Đó, quyển tranh tô màu hình của những nàng tiên quynh, rồi Elsa, rồi rất là đẹp luôn ha. Chúng ta sẽ tìm những cái hình ở trong đây, sau đó mình sẽ dán vào đây thích hợp và mình sẽ tô màu theo nha. Rất là tuyệt vời luôn, 5.000 đồng. Những hình rất là đẹp. Ta còn có là một cái bịch mắt nước hình của chú gấu Pua. Đây, gấu Pua thân thiện và bạn thỏ rất là dễ thương, bịch mắt nước 32.000. Rồi còn có là vĩ tiền. Đây, vĩ tiền 40.000 đồng, có 20 bịch tiền nhỏ mini như thế này nha. Và cả một vĩ băng keo nữa nè, vĩ băng keo 12 bịch. Đó, 60.000 đồng và trong mỗi bịch thì sẽ có 5 miếng. Và đây nha, nó có đầy đủ hết các cái hình nè, một miếng thì nó có 5 miếng như thế này. Đó, và bên đây thì nó có rất là nhiều hình khác nhau luôn. Và cuối cùng sẽ là một cái cài tóc Noel. Đây, cài tóc Noel 20.000 đồng nè, có một cái chùm chuông, rồi có cái phần lông rất là mềm mịn luôn như thế này. Cài tóc 20.000 này đeo lên vừa dễ thương mà vừa rất là nhẹ nhàng đơn giản nha. Chúc các em có một mùa Giáng sinh thật là dễ thương. Giáng sinh sắp về rồi, bạn nào muốn mua những sản phẩm của Noel thì chúng ta nên mua từ bây giờ nha, để chúng ta chơi tới Noel luôn là vừa. Chứ các em mua hàng chơi Noel mà các em mua cận quá thì đến ngày chơi xong hết Noel thì mình sẽ hết cảm hứng chơi và nó sẽ rất là phí luôn nhá. Cho nên bạn nào muốn mua đồ chơi Noel thì chúng ta nên mua từ bây giờ. Đó, bên shop có kẹp, có viết rồi, rất là dễ thương. Và như vậy là chị đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 14 tây tháng 11 năm 2019. Thân ái chào tạm biệt các em. Và trước khi kết thúc, các em hãy nhớ lời dặn ban đầu của chị là hãy bấm theo dõi Facebook bé Úc Chibi 0937899707, để nếu như năm 2020 YouTube có một cái quyết định, đó là sẽ hạn chế tương tác với những kênh trẻ em. Đó, tất cả những kênh trẻ em sẽ hạn chế tương tác, chứ không phải là riêng kênh của chị đâu nha. Tức là sẽ không được bình luận nè, rồi không được nhận thông báo đồ này nọ luôn. Cho nên là việc theo dõi nó có sẽ là nó chỉ các em tìm kiếm thì nó mới ra nha. Nhưng đôi lúc mình tìm kiếm không biết tìm kiếm thì hãy vào Facebook của chị sẽ chia sẻ những video mới nhất lên cho các em xem mỗi ngày. Đó, thì dựa vào video mới các em sẽ biết được hàng mới, giá mới, những đơn hàng dễ thương. Từ đó mình sẽ học cách phối hợp đơn hàng sao cho dễ thương, sao cho hợp lý nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau. Yêu các em rất là nhiều. Dù YouTube có làm gì đi chăng nữa, chị nghĩ rằng là tình cảm của chị và các em vẫn như vậy, vẫn tiếp tục nha. Mình sẽ tương tác từ YouTube và qua cả Facebook luôn, đúng không? Lại càng nhiều tính năng hơn nữa. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. À quên, muốn đặt hàng thì như thế nào? Xin phép ba mẹ nha. Đầu tiên là mình phải xin phép ba mẹ trước, rồi sau đó mới gọi 0937899707. Không được tự ý đặt hàng, nếu không ba mẹ biết ba mẹ sẽ la và buồn đó.